Đội tuyển U19 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam ở thủ đô Hà Nội vào chiều ngày 5 tháng 1 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Đây là đợt tập trung đầu tiên trong tổng số 3 đợt tập trung của đội tuyển để hướng tới mục tiêu quan trọng nhất vào tháng 10 này, đó là tiến càng sâu càng tốt ở vòng chung kết U19 châu Á 2018. Đồng hành cùng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn còn có giám đốc kỹ thuật của VFF, ông Jürgen Kede, người đã có nhiều đóng góp trong thành tích lọt vào vòng chung kết U20 World Cup của đội tuyển U19 Việt Nam cách đây 2 năm. Trong hành trình hướng tới vòng chung kết U19 châu Á năm 2018, huấn luyện viên Hoàng Tuấn có thêm sự hỗ trợ quan trọng của chuyên gia thể lực người Đức, ông Dominic Palmer. Tân binh Tony Lê Tuấn Anh cho thấy sự bắt nhịp rất nhanh với các đồng đội. Với thể hình cao trên 1m80 cộng với kỹ thuật cơ bản khá tốt, cầu thủ Việt Kiều đang chơi bóng ở Cộng hòa Séc này đang được kỳ vọng sẽ giúp cho huấn luyện viên Hoàng Tuấn có thêm nhiều phương án ở tuyến tiền vệ, thậm chí là hậu vệ. Chiều ngày 7 tháng 4 tới đây, đội sẽ có trận đấu với câu lạc bộ Phù Đổng trước khi di chuyển sang trung tâm đào tạo PVF ở Hưng Yên để tiếp tục tập luyện. Ngày 16 tháng 4, đội sẽ lên đường sang Hàn Quốc tham dự giải bóng đá quốc tế Suwon GS Cup 2018 với sự góp mặt của U19 Hàn Quốc, U19 Mexico và U19 Maroc. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.